rồi năm rồi cũng hơi cái lên kia nó thôi đừng đóng nữa, năm nay đừng đóng sợ nó hư túi tay nó để giục cỏ cũng được, giờ thành củi cũng chạy lên thôi. Mọi người lưu ý là có cái vấn đề hay bị nhầm lẫn là bôi mỡ bò vô trong cái thân cây á thì nó không có tác dụng mà nó sẽ làm hư cái lớp da cát của mình á. Mỡ Vaseline chỉ bôi vô trong cái gỗ thôi, khi mà mình cạo mà bị phạm gỗ đó, lòi gỗ ra thì mình bôi đó để nước mưa không có thấm vô gỗ, nó không làm đen gỗ. Còn đối với cái da cát nè là mình không có bôi, tại vì bôi vô thì nó sẽ ăn cái da cát này và nó sẽ làm không, cái da cát nó không có trao đổi không khí được với bên ngoài và nó sẽ làm ra cái tình trạng như thế này. Chẳng hạn bây giờ mình sẽ thấy là cái vùng da khoan, rồi đó mình bôi mỡ bò nguyên một cái loạt dưới thì nó sẽ bị tình trạng này. Còn ở phía bên đây không bôi nè thì nó bình thường. Đó, hai sự khác biệt rõ ràng. Nên là lưu ý là giữa cái việc bôi mỡ bò thì là không nên, mình chủ yếu là mình làm đúng cách để mình giữ cái độ nó cao là được rồi, là nó tự nó giải quyết vấn đề của nó. Còn tránh trường hợp mình bôi như thế này thì có nhiều nhiều chủ vườn kỹ quá thì kỹ quá thì nó đó, bôi mỡ bò thì nó sẽ bị như thế này nhé. Còn đây không bôi nè, đó nó liền lại bình thường. Và cái dây mũ ở đây mình cũng đừng có giật ra, để cho nó có cái dây đó thì nó lành lẹ, còn mình giật ra thì nó chống cái lỗ nước mưa nó vô. Nhưng mà cái này thì cũng chưa đến nỗi gì, không đến nỗi nặng lắm, nên khắc phục bằng cách là là mình cố gắng mình xóa đi cái lớp mỡ bò đi. Mất hết triệu, hơn triệu tiền bôi mỡ bò. Ừ. Xong mất hết tiền một hơi nhiều công để mà lấy cái đó ra. Cũng chắc hơn tuần lễ đi bôi á. Đi cạo đi giật cái cọng dây ra rồi xong rồi bôi lên. Cái này thì cũng hơn triệu hơn rồi, cái giờ tới cái bơm này cũng hơn triệu hơn. Thôi lỡ là năm nay khắc phục lại rồi. Thì đầu năm giờ mình lấy mũ lâu chưa chị? Nay là 9 mũi rồi. 9 mũi. Lượng mũ ổn định. Ổn. Năm nay ổn hơn, năm rồi mới làm cũng chưa có cứng gì mấy. Năm nay chắc được rành được nửa đường rồi, hơi cứng rồi. Chứ hôm Tết nó đạt. Đầu năm được có 2-3 cơn mưa, sau đó nó dừng đúng không? Đâu có mưa nữa. Đúng rồi. Cái bên cạo truyền thống như giảm mũi nhiều lắm. Bên cạo truyền thống là có 17 kg, là một phần cạo thì có 16 kg hoặc 20 kg thôi. Còn bên mình trung bình là khoảng bên bao nhiêu? Bên mình là trung bình, ví dụ bữa cử đầu mới khoan đó là 60, cái lên 86. À. Cái là lên 97 rồi 101 vậy đó, cứ đổ lại. Cái giờ lấy trung bình có 85 86 lên 9 mấy vậy hả? Độ bao nhiêu? Độ chưa biết luôn. À. Không, lúc đầu đó là độ 47 rồi 44 43 40 rồi sau này xuống này bữa là nhiều đó là 110 lại xuống là 35. Cái mấy bữa rớt mấy cây mưa vô, cái thằng đốt nó không đốt, nó kêu hơi tụt cho nó xuống, giờ còn 34, 33 cứ lấy như đó hoài. Để bữa nào vô đốt thì có lên lại không? À, giờ lấy xa cạ đúng không? Ừ. Ủa, bên đây lấy mua nước à? Lấy mua nước. À, mấy chỗ khác nhiều vẫn chưa lấy mua nước. Có trường, có nhiều cũng lấy, có ít thì mười mấy ký nó không lấy một chén. À. Là ít quá trút không được. À. Hầu như là vườn truyền thống cậu ta là không ai có mũ hết, có số đúng là bị dừng lại rồi. Dạ. Bị treo chén rồi, không có cạo nữa, cạo không có mũ. Còn có số vườn thì trát thuốc. Trát thuốc hôm nay thì ví dụ 30 ký nó lên được 60, cái ngày mai nó cũng quay trở lại cũ. Dạ. Không có mũ rồi. Thì tính ra là sản lượng bên mình là đạt nhất. Đúng rồi, mình ở đây là đạt luôn, hổng ra người ta không có chịu mũ bán, mình có mũ mình bán. Chị thấy mấy cái lỗ khoan nó lành tốt không chị? Lành tốt mà, mấy mũ khoan mình khoan lại vẫn có mũ bình thường mà. Ok. Giống như nóc chớp mình đóng nó cẩn thận, nó không có cắt tiếng mũ, giờ mũ khoan nó lòn như nóc chớp vẫn có mũ, cũng y như vậy. Mấy cái chỗ đóng nắp cáp cũng không có cần phải thay mỡ bò. À. Trừ khi trường hợp mà mình đóng phạm vô quá thì mình mở ra nó dứt cái da cát này ra luôn mà nó thấy gỗ đó, thì cái đó mình mới bôi phía bên trong thôi, và mình không có loang ra ngoài, mình chỉ bôi đúng phía bên trong thôi, đó là như vậy. Còn này mình không thấy mình kỹ quá là tính thôi cho nó đừng bị mưa ẩm nước vô đó, bị thối. Ai rút cuộc này nó chứa nước nhiều hơn, nước nó lòn trong đó nó không có phát ra được, nó làm hư da cây không biết thì nó lại rồi, giờ lấy lại.
mà chắc cũng không đến nổi đâu, mình thấy nó lộn vô, có những số cây lộn mũ hoa vô hoa vẫn có mũ bình thường, chứ nó không phải cắt không bị thúi con người ta đâu, chắc không sao. Thì nếu mình để độ cao chút thì nó đỡ, chứ nhiều vườn mà để độ thấp mà chét thêm cái mỡ bò này là nó dễ bị nặng hơn. Ừ, để thôi mỡ cứ cử đốt thử thôi. Không đâu, mình làm mà thấy khoảng lớn khoảng 31 chấm mấy là mình thấy là tụt rồi, mình dạ. Kéo rồi, kéo đậu lên rồi. Cái này chắc mỡ bò bạn thấy là cái da cây nó giống như nó lõm vô một khúc luôn nè. Ừ. Đó là nó, cái mỡ bò nó ăn cái da cát rất là nhiều, làm da cát nó khô lại. Chẳng hạn như truyền thống á thì nó phạm cạo có mùa cái nó liền nè. Đó, có mùa thôi là nó liền, nó đầy dạ. Bằng hết, nó không có bị sao, cái mình cũng tưởng là làm gì nó liền. Ai rủ cục thế này nó mắc hơn ha, còn truyền thống nó liền ra, còn cái này nó bị lõm vô. Nó lại khác hơn, khác xa nhau. Ủa, cái truyền thống á là bị lò gỗ mới bôi mỡ, bị phạm mới bôi, chứ không có ai bôi hết nguyên này nữa, mình bôi ai hết nguyên nó này. Biết đâu cạo nguyên năm cứ là bôi hết nguyên năm, bởi vì một năm 14 15 bịch mỡ bò không. Có năm rồi đã sụt xuống còn 12 bịch. Bởi vậy nó hổm vô. Nên mình không có bôi mỡ bò, nói chung làm này khỏi cần bôi mỡ bò. Ừ. Còn mấy cái vết mà lỡ cái nào da mỏng á mà mình bị tình trạng mở ra nó bung hết nguyên cái da cát này nè. Ừ. Từ đầu mũi cuối mùa tự động là nó lành hết. Ừ. Thì mình cũng chả cần bôi. Ô mà hầu như mình không có bị cái nào bị bung. Vậy chị. Ừ, đóng không có nào bung đâu. Hồi mới ban đầu tháng đầu mới làm thì nó hơi không biết thì xì thôi, còn mấy cây kinh nghiệm rồi không bị bung. Không biết chắc giật ra cũng bung nha. Nói chung là cái nào mình thấy mà lấy mà có dây mũ đây là ok. Ừ. Nó sẽ làm nhanh đúng giống rồi. Như này. Bây giờ biết rồi, mình lấy tay mình nhận cái nút ruồi giữ dạ. Nút ruồi lại, qua ngày sau mình hãy gỡ nút ruồi nè. Dạ. Cái nó tự nó có lại, còn lúc trước giật nút ruồi là luôn á, sáng thuốc ngủ giật là nó bị. Cái này mình sơ cua thêm cái thì hay quá. Sơ cua thêm ống á. Không đâu. À, có đúng rồi, có ống sơ cua. Như cái này đặng hạn dơ rồi mai làm cái đem vô nhà, lấy ống mới dạ. Gắn vô liền. Có nghĩa là cái này là cái vết khoan cũ hơn vết khoan trên đây đúng không? Ừ. Mà vết khoan cái chỗ mà bôi mỡ bò thì khi nó nặng nó còn không bằng cái trên. À, đúng rồi. Thì cái này là sao mà? À, đúng rồi sao. Sao là trên mà. Là sao dưới là trứng. Này mới khoan mũi đầu sáng. Đến này mà không dính vô cái vụ bôi mỡ bò chắc là cây nó liền đẹp lắm. Đó, lúc đầu lên đẹp quá. Lúc đầu lên đẹp ấy. Hết mùa á. Hết mùa cái đi chắc mùa bò mấy tháng nắng đó. À. Cái giờ mưa xuống một cây có bị tình trạng gì đúng rồi, mưa là nó ẩm là nó bị nắng mình không thấy đâu, còn nắng thì nó không thấy đầu mùa mưa giờ có mấy cây cái giờ bị đen đen mình thấy nên cái này tranh thủ rảnh mình cạo hết cái lớp mỡ bò đi. Ừ. Cạo hết lớp mỡ bò khi mà hồi ta vô ta tưởng áp khí thối cây đúng rồi, nhìn vô bị thối cây còn cũng là mình nhìn mình biết là... còn ta tưởng nó thối. Đây cũng có chét mà mới chét ít nè. Cái sầm sầm là biết rồi. À chét. Cái đó là cái không có cái không có bị nhét của bò vô cái lỗ á. Là điều còn cái nào mà nhét rước cái ống ra đem dòm của bò vô bởi nó mới đang lỗ mắt luôn cỡ vậy đó. À. Còn như mấy cái này đúng rồi đó bằng như cái đem quẹt lên vậy thôi đó là nó không bị. Nó không bị. Ừ, cho em rút ra lấy bò bò đem nhét đem dòm vô. Rút tháo ra luôn cái dây mũ. Cực chết luôn. Cái ông kỹ sư nhà mình cũng làm cực gần chết vậy ông. Và công tử thành phố mà à, từ từ có kinh nghiệm làm nghề những nghề trời ơi chỗ làm này thấy dễ nhưng mà khó lắm nha, chứ như trong cái cây á biết chỗ đóng á nó có nguyên tô mũ luôn á, cái qua được sau rồi giờ nó chớp là nó không có mũ đâu nha, chỗ nó bị khô hoặc cắt tiếng mũ cái hồi họ không biết họ nó hư cây hư dục cây đó ra không phải đâu, nhưng mà nhìn phải ra chỗ nào đẹp chỗ nào có cái tiếng mũ lên xuống về mình đóng vô là nó có mũ đẹp. Còn qua đợt sau không đóng đại chỗ khác như đập đại vô không coi đó là không có mũ cái đó. Xong rồi mình bị mấy cây vậy đó. Không biết cái bỏ luôn hôm nay biết rồi biết kỹ thuật vậy rồi mình lựa. Có cái cách nào để trung hòa cái mỡ này không ta? Cho nó ra cho lẹ. Có gì đâu. Mai rảnh là lấy cái cây ra cào rồi xong. Cào cho rớt ra hết đi. Chỉ như cái như mũ mỡ mà dính nhiều này là không nên. Ừ, cái này cái rất chết nè. Chết rồi quét cho một cục. Đúng mùa mưa là nó còn bị bong ra thêm lớp nữa. Ăn vô nữa.
nó bị vậy mà sản lượng mũ vẫn giữ được cũng hay. Năm nay là nó nhiều hơn năm rồi luôn, dạ. Thai lớn mình cứ vô diêm vô khăn nhiều quá rồi cái nó cũng đạt nhiều. Cái mỡ bò này mình chỉ chét hồi khi mà mình hết hết cạo đúng không? Ừ, hồi hết mùa cạo đó mới chét, ý giống như truyền thống hết mùa cạo mình thì cũng dặn chét cho nó liền. Cái khoan gì cũng hết cạo cái mình lấy mỡ bò chét. Làm bữa không có bị đâu, tại mưa nó mới thấy vậy thôi. Chiều nay lấy dao cạo đi, cạo ra đi. Nhưng mà cũng bình thường nào không có tắt mũi đâu. Nếu có gì là nói là hỏi rồi. Khoan bình thường đó, khoan vô cũng chẳng có mũi này. Cũng, để có nhiều người thấy hoang mang cái sợ nó vậy chứ không có mũi đâu này. Hồi qua cũng có mà. Đáng lẽ lên 120 cũng được nữa mà thôi. Sợ để độ cao cao chút. Độ cao xíu phải chờ lấy khoảng 100 độ loại chứ. 97 cái xuống qua cử thứ 3 là còn 85 vậy đó. Cái nào chét nhiều là bị bị hỏm nhiều bị luôn hỏm, bị đút cái da cát nó bị đút lại. Rồi như mấy cái này dễ thương ghê không? Không thấy cái bên này nó liền luôn, đẹp luôn. Thế thấy đúng ha. Vậy sang năm cái mình thấy được mình khoan vô được. Còn như mỡ bò giờ thì sao thấy được khoan trời. Hả? Chắc chắc chờ mấy năm nữa nó lành mình thấy được mình làm nó bung ra tự. Mấy cái này tự bung ra. Nhưng vậy cái sang năm mình đóng nắp chốt mình khoan vô giờ nữa thì là tại giờ nó bị dính mỡ thì nó chết cái lớp da cát đó thì tự 2 năm sau là nó bung ra đỡ mất công mình phải khửi. Nhưng mà cái này là phải bắt buộc là phải làm để cho nó hết cái lớp mỡ bò giúp cái đã. Ừ. Còn cái việc da chết nó thì cứ để. Đây là cái không stress nè. Nó liền bình thường. Ừ, chỗ này stress. Chỗ này chết rồi nó hõm da và nó nứt sâu vô. Mọi người lưu ý cho mình cái đó. Đá năm nay cũng đẹp đúng không chị? Đẹp. Hồi đó chưa làm khí láo đẹp đâu nên quăng queo. Mà thải ra ở lầu lên nó quăng queo xấu chứ. Bởi nhờ nó nhờ lá nhờ có mũ. Truyền thống gì đâu có 35-40 kg. Diêm cũng như vậy, đậu diêm cũng bình thường vậy đó. Mà là lá nó quét dữ lắm. Còn năm nay trời ơi nó rụng lên nhanh lắm. Lá xùm xê. Xin chào mọi người nhé.